Cơ trưởng Quang Đạt bóc bạn gái lúc mới yêu so với bây giờ khác xa trời vực, mấy anh đã bị lừa vào kiểm chứng thử. Có một sự thật không thể phủ nhận là là theo thời gian, tình yêu sẽ dần, biến chất. Tất nhiên điều này không phải theo nghĩa tiêu cực, mà chỉ đơn giản là khi yêu nhau lâu rồi, mọi chuyện sẽ không còn giống lúc mới yêu. Chẳng còn phải giữ kẽ, e ngại, thêm một chút thoải mái, bớt đi chút giữ hình tượng và lầy lội hơn rất nhiều. Hát cơ cơ trưởng Quang Đạt và cha vừa blogger Hà Trúc cũng không ngoại lệ. Mới đây Quang Đạt đã up story nói xấu, bạn gái mà câu chuyện lại cực kỳ quen thuộc với bất cứ cặp đôi nào. Chẳng là hồi mới yêu, cụ thể trong lần hẹn hò đầu tiên, Hà Trúc nói với bạn trai rằng, cô chỉ đi chơi từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối vì 10 giờ đã ngủ sớm, mẹ đóng cửa sớm. Thế nhưng đến hiện tại, sau khi đã yêu nhau được khá lâu, cô nàng có thể ở nhà bạn trai, làm 7.749 nghịch ngợm rồi mà chẳng lo mẹ đóng cửa. Hà Trúc phải về sớm trong lần hẹn hò đầu tiên. Còn bây giờ thì, Thế mới thấy rằng dù có là hát cơ đình đám trên mạng xã hội hay một cặp đôi bình thường, bạn cũng sẽ khó mà tránh được quy luật biến chất khi yêu đương. Nhưng nói gì thì nói, nhờ sự biến chất mà dân tình đã được ăn no nê -e cầu lương của Quang Đạt và Hà thời gian vừa qua. Cặp đôi vừa xinh đẹp lại đáng yêu thế này thì ai mà không mê chứ. Hà Trúc và Quang Đạt là một trong những cặp đôi đẹp nhất trên mạng xã hội hiện nay. Nhấn nút subscribe để luôn nhận được những tin mới nhất.